Trong các chương trình 365 ngày chuyển động trước thì chúng tôi có giới thiệu đến với quý vị một số mô hình nuôi dúi khác nhau ở các địa phương. Và hôm nay sẽ là một mô hình nuôi dúi nhưng với một cách hoàn toàn khác biệt. Và như quý vị có thể nhìn thấy ở đây, phía trên các ô vuông nuôi dúi, chủ nhân mô hình này đã phủ lên một tấm màn mỏng. Vì sao lại làm như vậy? Quý vị hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay sau đây. Thay vì nuôi dúi trong các bể xi măng rộng truyền thống, nuôi nhốt từ 20 đến 30 cá thể dúi. Anh chị Cao Lợi và Trần Thị Sen ở thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng lại làm bể nuôi bằng gạch men. 4 viên gạch men khổ 50 x 40cm được ghép lại thành một ô chuồng nhỏ để phù hợp với nhu cầu kết đôi và sinh sản của dúi. Chi phí làm bể lại thấp và dễ làm. Trong chuồng nuôi này hiện có 600 cá thể dúi, với 200 dúi mẹ đang sinh sản, 100 dúi được giống, còn lại là 300 dúi con đang xuất chuồng rải rác. Giờ cung cấp chú giống là không đủ bán mà, chứ đâu có mình đâu có đẻ được, nên nuôi thịt thời gian nó dài hơn, tháng nó dài hơn. Dạ. Nuôi giống ví dụ mình nuôi được 3 tháng là mình bán dúi giống được rồi. Còn mới nuôi thì cũng phải có thất bại, rồi từ từ mình mới rút kinh nghiệm, cũng lên mạng đồ cũng học hỏi, rồi cũng làm tới làm lui mấy lần rồi mới được vậy. Dù là con vật dễ nuôi, ít tốn chi phí, nhưng chị Trần Thị Sen cũng cho biết nuôi dúi cần chú ý chăm sóc dúi kỹ càng, tránh các tác nhân gây hại cho dúi. Vì vậy, chuồng dúi nhà chị đều có hệ thống màn che. Anh chị thường xuyên kéo màn để bảo vệ dúi khỏi bị muỗi đốt. Dúi có bộ lông dày nhằm tránh muỗi, nhưng phần quanh mắt chỉ được một lớp lông tơ mỏng nên thường bị muỗi đốt, gây sưng mắt, dúi khó chịu. Dúi con, lông chưa mọc, còn bị muỗi đốt nhiều hơn, chậm ăn và chậm lớn. Kéo màn là biện pháp triệt để tránh muỗi đốt dúi. Bên cạnh đó, dúi còn dễ bị sốc nhiệt, dễ bị bệnh đường ruột, nên thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ. Trên mái chuồng dúi có hệ thống cách nhiệt, khi nóng phải có quạt thông gió. Nếu vào những thời gian cao điểm nhiệt độ tăng trên 30 độ C, trên mái phải có hệ thống phun nước làm mát hạ nhiệt nhanh chóng. Vì nếu trời quá nóng, dúi thường bị sốc nhiệt và chết. Tối nó ngủ rồi đó, mình phải ra mình đứng mình nghe coi thử nó thở làm sao. Nó thường là bị phổi bị đồ đó. Khí hậu là nắng quá là mình bật quạt, mà lạnh quá thì mình cũng phải ấy cho nó. Mình trong điện trong đồ cho nó ấm lại. Nhiệt độ có chừng 30 độ trở xuống thôi. Mùng là sợ muỗi vậy. Ở đây thì muỗi nhiều. Và sợ nó vô nó cắn con mắt của nó nè, cắn mắt, cắn chân của nó. Trong 5 năm gần đây thì hiện tại thì cái mô hình này cũng đã được nhân rộng ở một số hộ cho bà con ở trong xã. Thì cũng cung cấp giống rồi liên kết cái đầu ra bao tiêu cho những cái hộ dân ở trong xã này. Khuyến cáo thì chỉ là muốn bà con mình lấy những cái nguồn gốc ở rõ ràng. Nó lấy những cái nơi mà không đảm bảo nguồn gốc thì khi mà đem con giống về thì nó không có đảm bảo. Ví dụ như là cái thời tiết hay gì nó không thích nghi thì nó gây là ảnh hưởng cái hiệu quả kinh tế nó cũng không có. Hiện nhu cầu dúi giống rất cao. Một cặp dúi con khoảng từ 3 đến 4 tháng tuổi, trọng lượng từ 300 đến 400 gram một con, đã có giá là 1,5 triệu đồng một cặp. Dúi càng to thì giá càng tăng. Trong khi đó, một dúi mẹ có thể sinh sản 3 lứa, trung bình 10 con một năm. 200 dúi mẹ có thể sinh sản 2.000 dúi con. Như gia đình chị cung ứng ra thị trường hàng ngàn cặp dúi giống. Đặc biệt chi phí cho dúi rất ít. Đây là giống gặm nhấm, chỉ ăn tre, nứa, bắp, lộ ô, xương bò. Toàn những thứ rẻ tiền và rất sẵn có tại địa phương. Vì vậy, nuôi dúi giống là nghề chăn nuôi mang lại lợi nhuận rất lớn. Đồng thời, dúi là giống rất sạch sẽ nên chuồng nuôi gần như không có mùi và không ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.